mẹ đang quay phim rồi đó, cứ để yên đó cho cá nó. Quay phim nó hay hơn. Coi nhìn. Con hạ tay xuống chút xíu nè. Hạ tay xuống chút xíu. Con cá nó vô nó ăn chứ. Để cho nó có chỗ. Con nhúc nhích là cá nó không có bơi là đâu. Mẹ nói trước rồi đó nha. Để in cho cá ăn hết. Thả xuống tóc nữa cá mới bu vô, con đưa cao quá xong cá nó đâu có nước không mà. Con thả thấp xuống. Ở dưới ao nữa mẹ. Cho nó hạ xuống xíu đi, hạ tay con xuống xíu. Khi nào con cá mấy con ăn hết mẹ? Thì chừng nào nó ăn hết nó mãi con có. Con mới thấy cái miệng của con cá bự á. Nó đâu cắn đâu đúng không, rất là nhột đúng không? Nó chỉ nhột thôi chứ không có cắn. Mà con để thấp quá nó không có chỗ đâu, nó ăn luôn á đó. Đó, con phải để xuống nữa, để xuống nước nữa cho nhiều nước á đó. Đó đúng rồi đó, cái chân thấy nó nhiều hoàn hẳn đúng không? Nhưng mà mới có hết mẹ. Nhưng con mỏi tay không? Có. Con mỏi tay giật muốn rút lên chưa? Chưa. Vậy thì con để cho nó ăn đi. Nó bớt sâu cơ. Con nói lớn quá, nó bảo nó đi ra chỗ khác đó. Đây là hòn non bò của ông ngoại. Ông ngoại tự xây, ông ngoại tự làm tất cả. Từ ông ngoại tự bỏ cá vô, ông ngoại tự mua những cái hình nhỏ nhắn như thế này, ông ngoại bỏ vô nè. Đó, đây là hòn non bộ. Ông ngoại có rất là nhiều hòn non bộ. Dạ, mời tắt nha. Là hết câu cá rồi. Hết rồi, hết cá rồi. Hết đồ ăn rồi. Đã hết đồ ăn rồi. Rồi đây quay sơ cái phần non bộ của ngoại nè. Đó, cá rất là nhiều. Đó, đây là san hô tỉnh. Đây là đường Tam Tạng. Quá trời cá luôn. Đây là chiếc cầu. Còn đây là bát giới. Đúng rồi. Tôm ngộ không? Nó
không? Tôi 1-0 này. Đó, tôi 1-0 này. Đây, đó. Có nguyên một bầy nai nữa nè. Đó, nguyên một bầy nai. Có ngồi biếu nè, đó, xong còn cỏ. Đó, rồi hai ông nữa chưa? Đó, rồi có thêm Phật bà nè. Bà đang ngồi từ. Đó, rồi có thêm chùa nè. Đó, có nguyên một cây đa đang ấy. Ngoài làm rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là núi. Núi đó. Đẹp lắm. Rồi hả, có suối chảy róc rách nữa. Đây có hai chú nai đây nè. Rất là nhìn vô rất là yên bình thoải mái thư thái. Còn đây là nơi mà My hồi nãy cho cá ăn. À,